Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5, 1890, 19 tháng 5, 2023, các địa phương trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Quỹ ban nhân dân quyền chính hương tổ chức lễ phát động trồng cây phân tán nhớ ơn bác hồ năm 2023 tại xã Tuyên Bình. Sau lễ phát động, các đại biểu đoàn thể địa phương tiến hành ra quân trồng cây tại tuyến đường tỉnh 831 từ cầu Bình Châu đến ranh Kiến Tường. Theo dự kiến, tuyến đường sẽ được trồng khoảng 2.000 cây hoàng yến và bông giấy nhằm xây dựng đường tỉnh 831 trở thành tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, góp phần nâng cao tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tại xã Mỹ Lệ, huyện Đoàn Cần Đức tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tại buổi lễ, đoàn viên thanh niên địa phương tham gia trồng 500 cây hoàng yến trên tuyến đường chợ Mỹ dài hơn 2 km. Ngoài trồng cây, đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải. Ngay sau hoạt động trồng cây tại xã Mỹ Lệ, đoàn viên thanh niên đăng ký với đảng quỹ các xã thực hiện các mô hình xanh sạch đẹp, tạo sự lan tỏa cho phong trào và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động.